Hôm nay chúng ta có một mẫu nhẫn doanh nhân dành cho nữ rất là nhỏ nhắn xinh xắn, mời anh chị theo dõi video nhé. Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên, nhớ phải bật chuông nhé. Xin chào anh chị, đây là chiếc nhẫn Aqua Marine thiên nhiên kết hợp với đá sapphire dành cho nữ. Cái nhẫn này thì nó khá là bé vì dành cho nữ nên cái mặt nó nhỏ lại thôi. Viên aqua thì anh chị có thể thấy đây, tôi sẽ quay lại xem, nó rất là sáng trong vắt. Cái sản phẩm này quay đây sẽ hơi bất thường tại vì là anh chị nhìn thấy là nó có vẻ là nó lớn nhưng thực ra thì nó rất nhỏ thôi, so với nhẫn nam thì nó rất bé, nó nhỏ hơn một nửa. Aquamarine, tôi sẽ tăng sáng lên cho anh chị thấy nhá. Chúng ta có thêm 4 viên sapphire xanh, mệnh thủy 6 viên sapphire xanh, sorry, 6 viên mệnh thủy 6 góc. Một cái mẫu rất quen thuộc với anh chị. Ở đây thì tôi có thể đeo lên tay cho chị xem này. Đây. Nó xinh như này thôi, bé xíu. Cho anh chị xem sản phẩm trên tay nhá. Cái này là tôi làm cho anh Phúc, để tặng cho sinh nhật cho vợ anh ấy. Đây. Chúng ta sẽ có kiểm định của nó nhá. Aquamarine tự nhiên và được kết sapphire tự nhiên. Thì trên bàn tay tôi thì đây, nhẫn nữ đây, nó khá là nhỏ thôi. So với nhẫn nam thì anh chị thấy này, đây to gấp nhiều lần, gấp đôi. Nhẫn nữ thì khá là bé. Nhưng mà cũng cực kỳ đẹp luôn. Sapphire. Nãy như tôi chưa quay giá sao đấy. Đây là giá cho nó nhá. Loại đá này, thành tiền này, giá tiền này. Ở đây. Chiếc nhẫn này thì làm phong cách của doanh nhân, anh chị có thể nghe rất nhiều lần tôi đăng cái sản phẩm này trên rồi. Vì cái video này chỉ mang chất giới thiệu cho khách hàng của tôi xem viên đá trước thôi. Và viên đá sapphire aqua thì anh chị thấy là nó màu xanh mát. Xanh mát và rất trong, nhìn rõ xuống dưới luôn. Gọn gàng. Rồi, chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo nhé. Sản phẩm tiếp theo chúng ta là cái nhẫn Tahi Game. Ok, chào anh chị, anh chúc anh chị một buổi tối vui vẻ nhá. Bye bye. Để nhận quà tặng khuyến mãi của Tahi Game, anh chị hãy bấm vào đăng ký và bấm bật chuông lên, nhớ phải bật chuông nhé.